Chiều ngày 22 tháng 9 tại tỉnh Sơn La, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức tổng kết chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2023. Chiến dịch năm nay diễn ra trong không khí sôi nổi, đạt hiệu ứng lan tỏa rộng khắp trên toàn quốc, ghi nhận những kết quả nổi bật với 11 trên 11 chỉ tiêu đều vượt kế hoạch đề ra. Tiêu biểu trong số đó là xây dựng mới 1.791 tuyến phố, đường hẻm văn minh với các tiêu chí sáng, xanh, sạch đẹp, văn minh, an toàn, đạt 358,2%. Hỗ trợ nâng cao năng lực số cho 6.539.030 lượt thanh thiếu nhi và người dân đạt 218%. Tổ chức cho 977.111 lượt thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế đạt 244,3%. Hỗ trợ cho 808.440 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn đạt 231%. Nhân dịp này, Ban chấp hành Trung ương Đoàn trao tặng bằng khen cho 29 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai tổ chức các hoạt động chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2023.